cho tôi rồi nữa nè. Ừ. Của em được chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mất bao đồng, làm cho những kẻ lợi dụng phải phơi mặt ra.
tất cả hôm nay tất cả chúng ta là giáo hạt vì anh. Đầu tiên, cho thể hiện mai sau, yêu cầu Phật Mô Sát cút khỏi Việt Nam. Tất cả cùng hô lên, Phật Mô Sát cút khỏi Việt Nam. Còn khi nào tê hô 1, 2, 3 thì quý ông bà anh chị em hô thật to thật đều, Phật Mô Sát cút khỏi Việt Nam. 2, 3. 2, 3. 2, 3. To lên nữa, mạnh lên nữa. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2,3. Rồi, đó là điều quan trọng nhất, cần thiết nhất. Vì lẽ nếu Phật Mô Sa vẫn tồn tại ở đây 70 năm thì không có cách gì để rồi con cháu chúng ta tồn tại cả. Chúng ta rồi sẽ ra đi, sẽ chết. Rồi là tất cả giáo sĩ chúng ta vẫn mãi mãi có đức tin, nhưng mà sau này con cháu chúng ta không có đất để sống, không có không khí để hít thở, không có môi trường để tồn tại, thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta đấu tranh bất bao đồng. Đòi chính phủ phải nhận trách nhiệm vì để cho kẻ xấu đứng quê hương, dạy xẻo dân tộc, dạy xẻo tổ quốc, dạy xẻo chúng ta. Và yêu cầu Phật Mô Sa phải đền bù xong, làm sạch môi trường. Rồi đoạn thứ ba đó là rời khỏi Việt Nam. Chúng ta yêu cầu ba điều. Câu thứ nhất, đền bù công bằng. Phật Mô Sa. Phật Mô Sa. Phật Mô Sa. Phật Mô Sa làm sạch môi trường. Phật Mô Sa. Phật Mô Sa. Phật Mô Sa. Phật Mô Sa cứu cả Việt Nam. Phật Mô Sa. Phật Mô Sa. Phật Mô Sa. Rồi tôi tạm cử rồi. Bây giờ đến lượt Dù Yên khử trước. Chúng ta đấu tranh đất bà đồng bằng lương nghị, bằng tâm tình, bằng lời cầu nguyện, bắt đầu từ chính hòa bình. Xin nguồn lúc. Alo. 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 Lạy Chúa Thủ Nhân, xin cho con biết mến yêu và cùng Chúa trong mọi nơi. Lạy Chúa Thiên, hãy dừng con tìm đi cứu đình an của Chúa để con thân linh thanh hóa.
kính đến yêu cầu bài trái tim của con đang tài sản ra mà phải cho khắp thế gian biết đang ở hòa thuận thống nhau nhau của thế của con còn ở thế gian thế trái tim của con nhân thân thương thương thật nhân kề mắc phải thư khóc khó hoàn nan hỡi ôi xin của con này cũng đông lòng thương thật con đón đang phải đón đang đang là đón sạc ngược đáng theo khi cảnh diệt lâu thơ con thương ấy xin của con cô tình thân phía sau có nhiều kẻ xấu ném đá vào dân. Rồi yêu cầu chúng ta hô Phocmosa mở cửa để chúng ta vào. Yêu cầu Phocmosa mở cửa để chúng tôi vào. Dân có quyền kiểm tra. Dân có quyền kiểm tra. Phocmosa làm gì trong đó? Tại sao lại gây thảm họa như thế? Chúng ta không phá, chúng ta không cày cửa. Chúng ta không phá, không cày cửa. Thì như thế là mắt mưu của địch. Chỉ cần làm gậy của nó một cánh cổng, rồi nó lưu loa lên và bảo là phá tài sản. Rồi thì nó rửa sạch được tội, mình đừng có dài mắt mưu nó. Không được ném, không được phá. Bây giờ ở trong cũng không có người, ngoài không có người. Cha yêu cầu những ai có cơ thánh giá, những ai có cơ thánh giá cắm vào trong tất cả các xe đó cho ta. Cắm trên cổng, cắm trên xe. Tất cả từ nay trở đi, chủ này là chủ quen thuộc của chúng ta. Đây là đất Việt Nam, đây là nhà của chúng ta. Chúng ta không lẻ nào mà không được vào trong, không được vào trong, không được quậy phá. Dán tất cả lên cửa, treo cờ lên để báo cho họ biết dù kính cổng, dù cao tiền, dù ở trong là người, dù ở trong là phá hoại. Nhưng mà chúng tôi báo rằng nếu không đi thì sẽ gặp tai họa, nếu không đi chúng tôi sẽ tiêu diệt, nếu không đi chúng tôi. Tất cả băng rôn dán ở xung quanh, ở đâu có tường, ở đâu có thể dán được, chúng ta dán vô. Yêu cầu tất cả chúng ta không vào thăm nhà cẩn thận có người ở phía dưới nó quay phá. Buộc cây cây lên trên xe. Buộc lên cơ thành giả. Tất cả các ban viên cầu hồ, những cái gì chúng ta tố cáo thì yêu cầu người ta phải nhìn thấy. Kéo vào trong cái xe đó. Bây giờ tất cả tuyệt đối không được bạo động. Bây giờ chúng ta không được căm thù nhau. Chúng ta không được bắt mưu kẻ thù. Chúng ta không được để cho những tên cũng phía sau ném đá vào dân để cho dân là bị kích động rồi bạo động. Tất cả cầu nguyện đừng vào trong, tuyệt đối không được vào trong. Vào trong là chất độc nó sẽ nhiễm vào người rồi chết đấy. Không ai vào trong đâu. Vào làm gì, vào làm gì? Không vào, đừng được vào. Cả con vào là mắc mưu kẻ thù. Vào trong là mắc mưu kẻ thù. Nơi chúng ta đang đứng đây, đất chúng ta, người Việt chúng ta. Chúng ta cắm cơ lên chỗ cái cổng đó, dán lên đó, tất cả băng rôn, tất cả khẩu hiệu, tất cả những gì chúng ta. Chúng ta là môn đệ Chúa Kitô, là con của Đức Mẹ. Chúng ta đấu tranh bất bạo động, chúng ta ôn hòa. Chúng ta cầu nguyện để những người gây ra thảm họa bắt buộc phải đền trả sự công bằng, bắt buộc phải làm sạch môi trường, bắt buộc phải cút khỏi Việt Nam. Bây giờ cha tiếp tục hô, bây giờ tôi tiếp tục hô của anh chị em đồng thanh. Phocmosa, đền bù công bằng. Phocmosa, Phocmosa đền bù công bằng. Phocmosa, 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 Phocmosa làm sạch môi trường. Phocmosa, 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 Phocmosa cút khỏi Việt Nam. Phocmosa, Phocmosa, Phocmosa. Rồi ai đứng được trên cái thanh sắt đó thì cứ đứng, ai đứng được trên xe cứ đứng, nhưng mà nhớ là tuyệt đối không được vào trong, vì chúng ta cầu nguyện để họ phải mở cửa cho chúng ta vào. Chúng ta có người đại diện, có ban ngành, có chính phủ, có tổ quốc, có dân tộc. Chúng ta không phải là những kẻ nô lệ, chúng ta không phải là những đứa con hoang. Chúng ta không làm điều gì trái với luân lý, trái với đạo thường, trái với phúc âm của Chúa, phải với giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta đấu tranh bất bạo động, chúng ta yêu cầu những gì đúng và thật cho chúng ta. Không phải vì chỉ người Công Giáo, không phải chỉ đạo Chúa, mà cho tất cả dân tộc Việt, cho tương lai thế hệ trẻ,
chúng ta bảo với Formosa rằng nửa giờ này chúng ta muốn vào Formosa thì chỉ cần sau nửa phút. Còn chúng ta không vào tuyệt đối. Tuyệt đối chúng ta không vào. Được. Không, à, không cần, chúng ta không vào. Chúng ta yêu cầu họ làm những gì cho chúng ta. Trẻ em đừng lớn lên, cẩn thận. Yêu cầu có cái thành giá cắm vào nơi đi xe cho cha. Cắm vào nơi mà đi xe đó. Không, tuyệt đối vô được, vô lên và vô lên bắt vào đồng được. Không được, không được, không à, đừng có mắc mưu địch, đừng có mắc mưu kẻ thù. Vào trong chỉ cần làm gãy hai cái vòi vui lên đây, chỉ cần đánh hai anh bảo vệ thôi. Là nó lũ loa lên là dân phá là nó sạch, rửa sạch tôi. À, nó không có tôi chứ đã cả, vì dân gây ra tôi. Đừng có dài, đừng mắc mưu cả con thanh niên lên đó nói họ không được vào đâu, tuyệt đối không vào. Để chúng ta nói với Pháp Môi Sa rằng nếu chúng ta muốn vào thì chỉ cần nửa phút là chúng ta vào được tất cả. Nói với Pháp Môi Sa rằng tôi chúng với những kẻ nào đã hứa về Pháp Môi Sa đảm bảo được, nhưng nếu chúng ta cần vào thì chỉ nửa phút là chúng ta vào được cả điều người à, báo cho họ biết như vậy thôi, để họ trả lại sự công bằng, để họ làm sạch môi trường, để họ rời khỏi Việt Nam. Còn nếu chúng ta vào thì chỉ cần nửa giây là chúng ta vào được cả điều người, báo cho họ biết như vậy. Tất cả bằng rơn ra dạy những gì tố cáo tội ác của họ gắn lên đó, theo lên xe, theo lên chồng. À, đừng có vào trong, tuyệt đối không ai vào trong. À. Đã đút, phía ba anh chị em cẩn thận những người đứng phía sau, những người phía sau đúc và phía sau là những người đang dùng. Chúng ta cứ nhìn phía trước rồi cẩn thận phía sau. Đông Yên đâu, vỗ tay, Đông Yên đâu. Dù Yên đâu, vỗ tay, Dù Yên đâu, Dù Yên đâu. Quỳ Hoa đâu, Quỳ Hoa đâu. Kỳ Anh đâu, ai là người Kỳ Anh, vỗ tay lên, ai là người Kỳ Anh, vỗ tay lên. Ai là bạn Kỳ Anh? Ai là bạn của nhân dân Kỳ Anh? Vỗ tay lên. Ai là người Việt Nam? Ai yêu mình quê hương Việt Nam? Ai đấu tranh cho dân tộc? Ai đấu tranh cho môi trường? Ai đấu tranh cho tương lai? Rồi cả con biết chúng tôi không cần vào Formosa, vì nếu vào chúng tôi chỉ nửa giây là vào được cả nhiều người. Nhưng mà chúng tôi không vào. Chúng tôi chỉ bảo cho Formosa biết rằng không ai bảo đảm được cho kẻ gây ra thảm họa rồi tìm cách chối quanh, tìm cách gian dối. Chúng tôi bảo cho biết như vậy. Phải làm cho công bằng, phải làm sạch môi trường, phải rời khỏi Việt Nam. Còn chúng tôi không cần vào, vì nếu chỉ cần 5 phút chúng tôi vào được cả triệu người. Nhưng vào đó làm gì? Vào để mắc bẫy, vào để ghi gai bẫy. Vì những quân mà hèn với dân và đầu kết với giặc bây giờ đã chui vào trong cả rồi. Còn ở đây chỉ có nhân dân thôi, chúng ta không vào trong đó. Vì trong đó là kẻ thù, trong đó là những người cấu kết với kẻ thù để hại dân. Chúng ta không vào trong đó. Cẩn thận hết sức. Đó. À, con của người đã chơi thì đừng đập phá à, cả con tâm tình vô loạn hay trong mình. Cả con chúng tôi lên đó, cả con chơi, cả con không làm gì cả. Không quầy, không phá, không bạo động, không phá hoại tài sản. Alo. Yêu cầu tất cả cầu đoàn con cái mà Kỳ Anh chúng ta đứng yên, không vào trong. Chúng ta chỉ ngồi bên kia, chúng ta không vào trong. Khi được nhắc lại, chúng ta không mắc mưu của kẻ thù. Chúng ta ngồi tại chỗ đấu tranh bất bạo động. Chúng ta giơ lên những băng rôn khẩu hiệu để nói cho Formosa biết rằng mảnh đất của Kỳ Anh, mảnh đất này là mảnh đất của dân tộc chúng ta, dân tộc Việt Nam. Và nơi đây chúng ta và con cháu chúng ta sẽ sinh sống muôn đời. Vì thế yêu cầu Formosa phải đối diện để đàm phán với nhân dân một cách ôn hòa. Vì thế chúng ta không phá tài sản và chúng ta giữ nguyên tại chỗ, chúng ta đứng nguyên. Chúng ta đấu tranh bất bạo động, đấu tranh cho tự do, cho công lý, cho hòa bình.
chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô, vì thế chúng ta phải thể hiện tinh thần của Đức Giêsu Kitô, đó là tinh thần bác ái yêu thương, bằng việc chúng ta đấu tranh bất bạo động. Chúng ta cắm cờ và những băng rôn khẩu hiệu vào bức tường của Formosa, và một ngày nào đó chúng ta cầu nguyện sẽ mong rằng với sự trợ giúp của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Nữ Maria, bức tường này một ngày nào đó tự nhiên nó sẽ đổ. Vì thế chúng ta hãy giữ nguyên, chúng ta đấu tranh bất bạo động. Thầy yêu cầu tất cả cộng đoàn và tất cả những con cái, những con chiên của giáo hạt Chị Anh, chúng ta cố gắng đứng nguyên, chúng ta đấu tranh bất bạo động, đừng để kẻ thù lợi dụng. Chúng ta không ném đá, không ném bất cứ vật gì vào phía trong. Chúng ta chỉ treo cờ và nói với Formosa rằng hãy nghĩ đến tương lai con em chúng tôi, hãy nghĩ đến dân tộc Việt Nam chúng tôi và tất cả những ai đang bảo vệ cho Formosa, thì hãy nhớ rằng chúng ta là đồng bào với nhau, chúng ta là những người cùng dân tộc, cùng dòng máu. Vì thế chúng ta hãy nghĩ cho dân tộc, hãy nghĩ cho tương lai con em của chúng ta và tương lai của Tổ quốc chúng ta. Chúng ta đừng để kẻ thù lợi dụng, chúng ta không thể bán đất cho kẻ thù. Vì thế chúng ta phải yêu thương dân tộc và yêu thương nhau. Vì thế Thầy yêu cầu tất cả mọi người, chúng ta hãy giữ nguyên tại chỗ đấu tranh bất bạo động. Anh chàng miền Trung đang kém người ngoài khơi. Chúng hai ca đoàn xin tập trung lại chỗ bên Thầy đây để chúng ta cùng nhau hát kinh hòa bình. Thế rồi nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Nữ Maria và các thánh, chúng ta nguyện xin Chúa chúc lành cho công cuộc đấu tranh của chúng ta. Công cuộc đấu tranh của chúng ta là một công cuộc hết sức dài và cam go đầy những thử thách. Vì thế chúng ta tập trung lại đây để hát kinh hòa bình. Cả các băng rôn chúng ta dán vào bức tường, chúng ta dán vào bức tường tất cả những tờ giấy, đó là những tình, như những tình nguyện thư của chúng ta, yêu cầu Formosa phải đò trả lại môi trường, yêu cầu Formosa phải cư xử đúng với những gì họ đã làm với chúng ta, và đòi Formosa phải trả công bằng cho nhân dân, cho tất cả mọi người, cho dân tộc Việt Nam. Yêu cầu những người đang cầm những băng rôn, những tờ giấy có ghi những nội dung đòi hỏi Formosa trả lại tự do và trả lại đất, trả lại biển cho chúng ta hãy dán lên đó để rồi cho họ thấy được rằng yêu cầu của chúng ta thật là chính đáng, vì bấy lâu nay đã gần 6 tháng, hơn 6 tháng rồi, kể từ đầu tháng 4, chúng ta không có cá để ăn, chúng ta không có muối để dùng, và con em chúng ta không có tiền để đến trường, và chúng ta đang sống trong tình trạng hết sức khó khăn. Vì thế chúng ta đấu tranh để đòi họ trả lời cho những hành vi của mình. Chúng ta không vào, chúng ta chỉ dán cờ và khẩu hiệu những nội dung chúng ta yêu cầu. Vì thế chúng ta không vào trong. Nếu chúng ta vào trong, chúng ta sẽ nguy hiểm và gặp những khó khăn trong công cuộc đấu tranh bất bạo động. Được cất lên một tiếng, một bài hát bơi hùng đi. Chúng ta không leo lên nữa vì hết chỗ rồi. Vì thế chúng ta chỉ đứng tại chỗ. Chúng ta không xuống. Chúng ta không xuống. Đứng nguyên tại chỗ. Và chúng ta dán tất cả các băng rôn khẩu hiệu vào bức tường của Formosa. Những ai đang cầm băng rôn khẩu hiệu, chúng ta hãy dán vào. Chúng ta không phá, chúng ta không làm gì cả, chúng ta chỉ nói lên tiếng nói của chúng ta. Kia là bao kiếm rồi, kia là dòng máu tôi, rồi là giờ sách dòng tôi rồi. Đồng đồng cùng thăm một, đây là vàng tiếng hồ, đây là thần kinh thơ.
càng trong lúc đây miền Trung đang nguy nan, đoàn hùng binh tiến bước theo cửa bay, mừng toàn thắng quyết mà thủ trên đây, lòng vàng ca quyết trên ngọn cửa kia, nguyện liều thân cho nước ta. Chúng ta giảm tất cả những cái bức tường của Formosa, rồi một yêu cầu để rồi Formosa phải chịu trách nhiệm với những hành vi của chúng ta đã đối xử với chúng ta. Vì thế yêu cầu chúng ta dán cái băng rôn khẩu hiệu vào cái cạnh cửa. Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ biển xanh? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ ăn được cá? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ đường ta phơi? Đến bao giờ bình an, dân tộc còn lòng tham bạc tròn cá? Hãy chọn thế, chọn dân, hãy chọn Formosa hài lạnh, chọn cơ, hãy chọn thế, chọn dân, hãy chọn Formosa. Hãy trả lời cho nhân dân tôi, ai đâu đồng đất Việt. Hãy trả lời cho nhân dân tôi, ai tiếp tay cho tội ác? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ Formosa rút ra khỏi Việt Nam để ngôi trường hồi sinh? Chọn cá hay chọn thế, chọn dân hay chọn Formosa? Chọn cá hay chọn thế, chọn dân hãy chọn Formosa? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, sao thay đồng vào sông quyền, sông bao đời từ ban dân tôi, sao nhân tâm tan vỡ? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, cháu con mình rồi là sao, biết tương lai về đâu nếu uy hiếp trong sông? Chọn cá hay chọn thế, chọn dân hay chọn Formosa? Chọn cá hay chọn thế, chọn dân hay chọn Formosa? Thấy dân ta buồn trong lòng đau thương làm sao? Có tôm bây giờ chết mòn, còn đâu dân đi chài? Người ơi, biển này nụ bao năm nuôi nơi dân, có gì giờ đây không còn xanh? Xin hãy trả lời, cá tôm bây giờ nhiễm độc, người dân ăn gì đây? Lỗi do ông trời hay là tại gió mưa xa làm? Nhà mới có bằng miền Trung tôi lâm than, chất độc hại kia xin dừng ngay. Hương dùm miền Trung ai ơi, nhiều năm rồi người dân tôi